Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Asan Easy Test Influenza AB do Asan Pharmaceutical sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Asan Easy Test Influenza AB cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Asan Easy Test Influenza AB có cấu tạo như sau, que thử trong túi nhôm với chất hút ẩm. Dung dịch chiết xuất 0,3ml ống. Tam bông lấy mẫu. Tờ hướng dẫn sử dụng. Tam bông kiểm soát để lựa chọn. Tam bông kiểm soát dương tính cúm A, 1, cúm A bất hoạt, H1N1, H3N2. Tam bông kiểm soát dương tính cúm B, 1, cúm B bất hoạt, Ly 40. Tam bông kiểm soát âm tính cúm, 1, S, Biogens bất hoạt, H1N1, H3N2. Chức năng của Asan Easy Test Influenza AB là một bộ xét nghiệm miễn dịch sắc ký để phát hiện phân biệt. Định tính nhiễm virus cúm tuyếp A và TIPB không trên tuyếp C từ các mẫu tam bông mũi và họng. Cách sử dụng của Asan Easy Test Influenza AB, cách lấy mẫu, mẫu tam bông mũi, để lấy mẫu tam bông mũi, chèn tam bông vô trùng vào mũi nơi mà cho thấy tiết dịch nhiều nhất qua kiểm tra trực quan. Xoay nhẹ nhàng, đẩy tam bông đến hết mức có thể, ít hơn một phân trong lỗ mũi. Xoay tam bông vài lần lên thành mũi. Mẫu tam bông cổ họng, để lấy mẫu tam bông cổ họng, trà mạnh tam bông vô trùng lên cả bề mặt amidan và phần đầu cuống họng. Thực hành Tất cả vật liệu cần được để ở nhiệt độ phòng trước khi thực hiện thử nghiệm. Đặt tam bông có mẫu vào ống chứa 300 microlit dung dịch chiết xuất và khuấy tam bông ít nhất 8 đến 10 lần. Lấy tam bông lên và vắt vào thành ống, nhúng que thử vào trong ống theo hướng mũi tên. Để phản ứng xảy ra trong 10 đến 15 phút và đọc kết quả. Đọc kết quả sau 20 phút. Đọc kết quả, mờ tính, chỉ xuất hiện một vạch màu tím trong khung, vạch C cho biết kết quả âm tính. Dương tính dương tính với virus cúm tuyếp a xuất hiện hai vạch màu đỏ vạch a và c trong khung dương tính với virus cúm tuyếp b xuất hiện hai vạch màu đỏ vạch b và c trong khung kết quả không hợp lệ nếu không có vạch nào xuất hiện trong khung sau khi thử nghiệm kết quả đó coi như là không hợp lệ một vài nguyên nhân của sự cố này là không tuân theo đúng chỉ dẫn hoặc thử nghiệm này đã quá hạn sử dụng khuyên cáo mẫu này nên được thử nghiệm lại bằng một bộ thử nghiệm mới Lưu ý khi sử dụng Asan Easy Test Influenza AB, chỉ sử dụng trong chẩn đoán in vitro. Que thử cần được duy trì trong túi kín đến khi sử dụng. Que thử nhạy cảm với độ ẩm và nhiệt độ. Không hút thuốc, ăn hay uống trong những khu vực mẫu và que thử đang được xử lý. Tất cả mẫu và và thuốc thử cần được xem xét khả năng gây hại và được xử lý như một tác nhân gây lây nhiễm. Đeo bao tay bảo vệ khi xử lý mẫu và rửa tay kỹ sau khi xét nghiệm hoàn tất. Tránh bất cứ tiếp xúc nào vào vùng mắt vết thương hở hay màng nhầy. Thiết bị thử nghiệm và tất cả vật liệu nên được loại bỏ trong thùng dành cho chất thải sinh học thích hợp. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Asan Easy Test Influenza AB, đồng thời biết cách sử dụng Asan Easy Test Influenza AB sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.